Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh Qua Kiển Hùng Thi, có số hotline 0918708965 và có địa chỉ là 36 đường DT848, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa, Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đây, hôm nay em tiếp tục ra vườn để em quay toàn cảnh mà những cái cây hoàng yến một cốt và của chúng em đang dưỡng và đang bán cho khách anh chị ơi. Anh chị nào có nhu cầu mua về để cung cấp lại cho thị trường, hay mình mua về để thi công công trình thì liên hệ qua số hotline 0918708965. Bên em có đầy đủ tất cả các size từ nhỏ đến lớn, từ cao đến thấp, bên em có đầy đủ cho mình luôn. Anh chị cứ liên hệ qua bên em sẽ chụp hình gửi hình thực tế nhất cho mình coi. Shop Hoa Kiển chúng em cung cấp đầy đủ tất cả các loại cây công trình nè, cây xanh đô thị, cây che bóng mát, cây văn phòng và cây phong thủy anh chị ha. Đó, chị thấy là cái gốc nó rất bự bằng khoảng chừng ngón tay cái của em thôi à, nhưng mà nó rất là cao. Thì em đang làm một cốt cho nó. Cái cây này về thì mình trồng lên thì nó sẽ phát triển rất là tốt luôn chị ha. Anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ qua số hotline 0918708965 hay là mình lên trang YouTube Hoa Kiển Hùng Thi Vlog. Trên đó tụi em cũng có đăng những video giới thiệu tất cả các mặt hàng hoa kiển mà chúng em đang cung cấp cho thị trường. Anh chị lên đó thì tham khảo đi, khi nào mà thấy ok thì cứ liên hệ qua số hotline bên em. Bên em sẽ chụp hình thực tế và sẽ báo giá cho mình luôn. Đó, cây rất là đẹp, cây rất là nó đang cho hoa rất là đẹp luôn. Đó, anh chị thấy đó. Rất là nhiều, anh chị cần số lượng bao nhiêu thì bên em cũng cung cấp đầy đủ cho mình. Shop Hoa Kiển Hùng Thi, trực thuộc khu du lịch miệt vườn Happy Land Hùng Thi và công ty Hoa Kiển An Cường.